Từ cái ngã ba đó vô đây là 50 m. Đường này rộng là 4,5 m. Nhà cửa ở đây đây, đầy đủ ha. Rồi cái này của mình là từ cái có rào hết rồi nè. Cục bê tông này nha. Đất đây. Mình chạy dài xuống đụng cái cổng rào của cái đám bưởi đó. Là cái mặt này là 30 35 36 mét ha. Đây đất đây ha. 36, chiều sâu của mình là 56 mét. Còn nó nở hậu nha. Đặc biệt là cái đất này nở hậu rất đẹp. Cái mặt trước này của mình nó là 35 36 mét ha. Phần sau nó tới 39 mét lận ha. Đây. Cái đám bưởi là của người ta nè. Nhà cửa đông nghẹt, biệt thự nằm trong đây. Còn đây của mình đây. Cái cổng hàng rào đây ha, mình đã bọc bê người hết rồi ha. Bọc lưới rào kẽm gai ha. Đường ô tô thoải mái. Ở đây đường nhựa mình vô tới đây nó khoảng độ 700 mét ha. Rồi. Nè, đường 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 lớn luôn ha. 5 mét luôn á. 5 mét ha. Đây đất thì nói chung là bằng phẳng ha. Có cái góc sát đám bưởi này nó hơi nhẹ xíu thôi. Đó, còn hầu như là bằng phẳng hết. Được rào kẹt cổng gai hết rồi ha. Rồi.